Vâng, xin chào các bạn. Trước mặt chúng ta là một cây xanh ba thân. Cây xanh ba thân rất lớn. Đường kính của chậu cỡ 1m8 đấy. Rất to. Đặc biệt cái cây này ấy, tầng tán thì cũng như mọi cây thôi, mình không nói. Nhưng mà đặc biệt cái gốc cây này họ làm bộ gốc cực kỳ cẩn thận. Tại sao là cẩn thận? Đây, bây giờ mình sẽ tiến vào cái bộ đế của cây thì mình giải thích cho các bạn. Họ làm họ rất trau chuốt cái bộ đế này. Các bạn nhìn nhá. Các bạn nhìn thấy cái vết sẹo này không ạ? Vâng, liền rồi. Vết sẹo nhìn thấy không ạ? Liền rồi. Họ xử lý sẹo đây, từ chỗ này lên chỗ này, họ cắt họ tạo sẹo. Đây họ làm rất cẩn thận. Họ làm rất nhiều sẹo đây này. Đây là họ khoét vào để cho cây nó ăn sâu vào trong tạo cái hốc này. Nếu mà không khoét sâu như này thì nó sẹo nó chỉ là như này thôi. Nhưng họ khoét sâu thì sẹo về sau nó sẽ tụt vào như này thì tạo cái sự già lua cho cây. Họ làm cái gốc này rất là kỹ. Đây các bạn nhìn này. Các bạn nhìn thấy không? Vâng. Đây. Họ rất chú trọng về tạo sẹo cho cây. Đây. Phải hàng trăm vệt đục đẽo. Còn nếu mà đây nó bao dần đây này, các bạn nhìn thấy không ạ? Nó bao dần. Nếu cắt phẳng đi thì về sau nó cũng vậy bao thôi, nhưng mà nó vuông góc ấy, nó không được đẹp ấy. Nên là họ tạo cái sự thon thon đi thì họ phải quét các bạn thôi. Họ rất chú trọng. Hàng trăm. Đây. Điển hình đây. Để xong nó rụt vào như này, nó rụt hết vào. Họ rất chú ý về cái bộ rễ. Cây này rất đẹp. Đẹp ở cái bộ đế là khủng rồi. Cái thân thì uốn lượn này, các bạn nhìn thấy uốn lượn chưa? Họ làm cực kỳ uốn lượn. Cây đây là cây đại. Cây này là cây đại. Bây giờ mình sẽ quay tổng thể của cây để các bạn nhìn. Để mình chọn một vị trí đi. Đây, vị trí này có khả năng là đẹp nhất. Các bạn nhìn thấy sự hoành tráng của cây chưa? Rất to. Vâng, rất to. Nên là các tay tán thì đây rất rụt, rất là khủng. Bộ đế họ làm rất cẩn thận, rất kỳ công. Cảm ơn tác giả có một tác phẩm rất đẹp. Đây mình quay tổng thể cực đẹp. Rất đẹp. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo.